Quy xin chào các bạn. Quy đang câu cá với Phúc với mấy đứa ở đây nè, ở Bến Tre. Thì thấy phía sau kia bà con mình đang cắt lúa. Nãy giờ câu bà con mình lên nghỉ ăn trưa, ăn xế trưa. Hiện giờ bà con xuống cắt lúa tiếp thì mình quay cho bạn coi ha. Ngay phía ao gần mình là ao nuôi tôm, còn phía xa xa phía kia là ruộng lúa đang thu hoạch. Chòi lá là chòi canh tôm của nhà Âu, Âu là bạn của Phúc. Giờ mình đi vòng ra đó coi bà con mình cắt lúa bên đó. Ở Bến Tre thì bà con mình cắt, có người ôm để lên bờ, rồi có gọi là máy phóng, máy tuốt lúa ở trên bờ chứ không phải cắt tại ruộng như một số tỉnh miền Tây khác. Bà con đang cắt bên lúa bên đó, mình sẽ đi vòng ra phía bên kia ha. Sau đó mình vòng quanh đó để mình cho bạn coi cận cảnh luôn, cắt lúa như thế nào ha. Đây là cận cảnh cái motor điện các bạn. Nó có cái trục này để nó xây cái cánh quạt á, để tạo cái nước dòng chảy cho tôm nó sống chứ tạo oxy luôn. Bạn thấy cũng phải có nhiều, một cái ao dài cũng có nhiều máy ha. Đa số ở đây bà con mình nuôi tôm hết à, cũng hiếm người còn trồng lúa như thế này lắm. Ở những cái khoảng ruộng hay làm những cái ao thì có những cái chòi như nè, để chòi giữ ruộng hoặc chòi giữ ao tôm các bạn. Rồi trời. Ruộng ở đây diện tích tính bằng công nha các bạn. 13 công. Thì cũng như một sào, mình gọi là sào á, khoảng 1000 m² thôi. 13 công là khoảng mẫu mấy tút đậu phía kia. Mấy chị nói mình quay gì thì mấy chị nhìn áo là biết ai ai hết. Không có mà mở bạn ra coi đây. Tao biết sao kìa, đừng có mở ra đi coi kìa. Dạ dạ đẹp là có quyền à. Hai đứa này mấy chị cũng rất là vui cho quay mà còn hỏi địa chỉ đi, mấy chị có thể xem lại khi sau mốt khi mình up lên mấy chị có thể coi lại nữa bạn. Quay xa trước nha bạn, chút mình quay cận cảnh rồi bạn coi mấy chị cắt lúa. Trời khá là nắng gắt ha. Mấy chị như ninja vậy. Đó. Cực đó ha mấy bạn, cực nắng mà cực lắm. Tại vất vả nữa, thấy trời rất là oi bức nữa. Ngày xưa nhà mình cũng làm lúa thì cũng cắt như thế này, nhưng mà ít hơn, không có nhiều như vậy đâu. Chỉ có dài sào ở đây dài công á. Mỗi người một luống vậy đó. Thường hồi nhỏ tụi mình cắt cái luống nhỏ chút khoét như hang chuột kìa, vô sâu với trong ganh đua với nhau ai cắt lẹ. Cắt ruộng ở đây khá cứng mà đi không có lúng, mình để theo mình coi cho các bạn coi cận cảnh mấy gì mấy chị cắt lúa luôn. Đây dì Út. Dì Út đang cắt lúa. Còn gì là gì? Dạ, đáng biết. Có gì cắt cái luống đi trước vậy, giống như hồi xưa tụi mình cũng vậy. Mấy gì nào có gì thấy mặt, có gì thấy áo. Nhìn áo. Mấy bạn thấy cái gì mấy chị cũng vui tính ha. Cắt mệt nhưng mà vui thì cho công việc nó lẹ hơn. Nguyên nắm ruộng này mình cắt hết ngày hết không? À hết mà giá không nổi à.
Mấy vậy mấy ông yếu hơn mấy bà rồi. Trời yếu sao? Ừ, yếu quá. Trời, người ta cắt nổi rồi dắt không nổi. Dạ mấy đó là cầu mà. Không nói anh mấy anh nước ngoài nào đẹp trai về thích mấy chị cắt lúa về đây kiếm. Ở đây mình cắt xong mình mới đem lên máy tuốt chứ không có máy không có chạy xuống ruộng được phải không chị? À lầy gì thì máy không xuống được. Để cực mắc công nên là giác lên ha. Bạn biết thì lúa sau khi mình thu hoạch rồi rơm cũng có thể sử dụng để cho gia súc, cho trâu bò ăn. Tại ngày hôm qua mình có nghe ông Tư mua, nói mua đám ruộng này mua rơm là 1 triệu mấy đó, để mua rơm á dành để cho trâu ăn. À không có. À sát lộ thì có phương chở dễ hơn chị. Dạ. Dạ phải lấy xe Honda chở chuyển ra. Mình cắt lúa gì một ngày công mình được nhiêu tiền tính sao hả? Dạ. Dạ. Dạ mà khoảng bao nhiêu? À, trăm mấy ngày ạ. À. À, 100 mấy 200. Thường là trăm mấy. Dạ, còn nãy em thấy ăn cơm là mình tự đem cơm đồ theo ăn hả chị? Em tự đem. Dạ, chủ ruộng không? Mình cắt mình lãnh công mà. À, lãnh công dạ. Chứ không phải cắt bữa. Cắt bà tiền. Chị tiền cho em mượn cắt luôn nè. Ôi. Mấy bạn thấy cái liệm đây, cái lưỡi hái đây rất là dài, dài nên rơm rất là nhiều lúa. Người Việt Nam nha, cái gì cũng ở đâu anh chụp ruộng. Nó có người Việt Nam như vậy đó. Không có gì mà nó luôn cao trời đứng kiểu kỳ vậy. Đứng cái chuông ra gì nè. À sao? Dạ chồng ra gì hết trơn. À chuông cái đất ra. Hãy đưa cái đất ra vậy nè. À. Đó. Đưa cái đất ra. Không có đứng thẳng lưng mấy bạn, phải chu cái đít ra. À mấy người làm xuyên phải vậy mấy chị. Đứng thẳng là làm biếng luôn. Đứng thẳng là làm biếng. Để, em gửi chị tiền nha. Quay chồng ấy chị. Nói là phải nói là tại bà thích đi. Nếu bạn thấy ở đây có những cái đống như thế này gọi chuột cắn các bạn. Chuột nó gom lại nó làm ổ phá lúa. Thì cái lúa cũng sợ nhất là sâu rầy, còn nhỏ sợ sâu rầy, lớn thì sợ chuột chim đồ phá. Nói gì không hả? Những ông kia sơn người tao còn kia đó mà không biết. Rồi nếu mà để ngay mốt mình coi cái đứa cái vui này mà lên có mạnh mạnh lại nhà ông mới kiếm ra người này. Dạ. Mình lên từ ngày mình coi quay ba cái chuột mấy. Quay già anh chứ giải. Hả? 70 tuổi. À 70 tuổi con tưởng. À mấy chị bên kia cho trả giá. Mấy chị nói gì 85 tuổi. Qua đây trả giá còn 70. Mấy bạn thấy không mấy chú mấy gì mấy gì. Mấy chị đủ lứa tuổi à. Có người trẻ, có gì cũng như lớn tuổi rồi, 70 vẫn còn cắt lúa rất là thăng phốt. Dạ, đó mấy chị thua rồi kìa, con thấy tuốt thục thục ra thục 10 mét phía sau. À, mấy gì càng lớn càng kinh nghiệm. Cắt càng lẹ càng nhanh. À, mấy chị thì lẹ hơn mấy anh. Mấy chị cắt tới đây mà mấy anh còn vác lúa phía sau kia, chút mình cũng quay cảnh mấy anh vác lúa cho các bạn coi. Vác thì vậy chứ lâu lắm. Dạ đúng rồi ạ. Dạ đúng rồi chị. Cực hay gì? Nguyên một cái ôm to to giá hay sao quá. Thì mấy bạn coi mới biết cái sự cực khổ từ khi mình cấy cây mạ đến lúa, cây lúa rồi có lúa xây ra gạo đến thành hạt cơm cho các bạn ăn ha, rất là vất vả. Năm cơm. À.
Nhà gì có làm không gì? Không, tên Dương hả? À gì à, gì tên gì? Có gọi gọi. Sang. À dạ gì Sang hả? Ừ. Sang đi mầm thấy mẹ. À. Tên Sang mà không Sang nữa hả gì? Ừ. Mình làm nông dân mà thấy con thấy làm gì cũng cực hơn gì ha. Ừ. Có làm công chức rồi thì có thể sướng hơn, làm nông dân thì trồng dừa, nuôi tôm mẹ gì thấy cũng cực. Thấy mẹ công dạ. chức. Dạ. Đó giặt giả. Dạ. Giặt. À, mình làm được mấy công dừa gì? Chục công. À dạ, ăn mẫu ha. Đó, như các bạn thấy mình toàn cảnh ở đây thì các bạn Bến Tre nổi tiếng rất là nhiều dừa. Rồi giờ mình thấy đi xung quanh đây thì bà con nuôi tôm cũng rất là nhiều. Thì nuôi tôm cũng hên xui à. À, có trúng có thất mà đa số cũng phải chịu phụ thuộc vô con giống công. Rồi thức ăn lúa thì bà con cũng còn làm nhưng mà ít. Chị Sang cho con hỏi nếu mà nguyên cái 13 công này thì khoảng được bao nhiêu dạ hoặc là bao nhiêu tấn lúa mình tính sao? À chủ nhà làm nhưng mà khoảng nếu mà ở ruộng ở Bến Tre mình công 10 dạ à. Cho 15 dạ đi. À 15 dạ ha. Ừ. Dạ dạ. À. À khoảng 3 tấn lúa. Ừ. Cũng được thôi chứ cũng không trúng lắm. Được chứ tốt. Lúa đây đâu có trúng mà lúa gì hết. Dưới đây mình không có còn phù sa hay gì ha, đắp đê đắp kè để nuôi tôm hết đâu có còn phù sa bồi đắp nữa. Ruộng khô nên không có cá bạn, nếu mà mấy ruộng cắt lúa mà còn nước sắp sắp đó, đi bắt cá rô mê lắm. Hồi nhỏ mình cũng hay đi bắt cá rô trong mấy ruộng cắt lúa như vậy. Hoặc là mấy gì cắt lúa gì hết ha, cắt lùa hết còn cái khoảng cuối cùng đó, cái mình giăng lưới mình canh bắt chuột. Nãy mấy bạn em mình nói chơi là mấy anh cũng thua mấy chị rồi cắt nhanh mà còn ôm lên chậm ha. Nhưng mấy bạn thực sự rất là vất vả khi các bạn phải vác lúa từ một cái khoảng đường rất xa. Đây. Mỗi người ôm một bó lúa về khoảng mình nói cũng khoảng dài chục ký á, 50-60 ký á. Tại mình tính cái khoảng một bao lúa đi, nhưng mà cái này là vừa có rạ nó ướt nữa. Bạn thấy không, từ cái đoạn đường đó đi vòng qua phía kia để ở cái đống kia xa xa phía kia. Mấy đứa chuẩn bị đi học hay sao tắm. Âu với Lộc, bạn của Phúc. Cắt hết cái từ đây lên tới đó là khoảng mình thấy nửa ruộng rồi bạn. Ruộng này 13 công. 13 công thì tính theo có nơi thì gọi là sào các bạn. Mình không biết chắc có thể là công đây 1000 m² hay không, nhưng mà không chắc nha bạn. Các bạn cũng có gì sai sót các bạn đừng, tại cái đơn vị đo lường mỗi nơi mỗi khác. Trên mình một công hay gọi một sào tức là 1000 m². Còn ngoài Bắc lại một sào ngoài Bắc lại có 300 mấy chục m². Nhưng mà mình không hỏi kỹ các bạn ở đây. Mấy bạn nào ở Bến Tre rành thì có thể comment nhận xét bên dưới á, để cho bà con mấy bạn hay các bạn coi có cái khái niệm hơn về, nếu các bạn muốn biết về diện tích đo lường ở đây. Dạ. Ê, mỗi người đi cắt lúa thì cũng có cái thùng nước gì nè, rồi ai mệt thì lên nghỉ chút xíu rồi uống nước. Này, như đang đập lúa thì cá còn nhiều cá nó sót đó các bạn, nó dồn xuống mấy cái bọng này nè.
Đó, mấy cái hang này các bạn thấy không? Thấy mấy hang không? Nó chịu khó mò là có cá, cá rô, cá trào rồi, cá lóc luôn. Thấy có cả tép nữa kìa, tép nó chết, tép xuống cận cảnh cho bạn coi. Này mấy hàng thấy trời nắng mà tép nó chết gì luôn ha. Tép bạc đất rồi. Thì mấy bạn thấy mấy chị vất vả như thế nào? Thấy cá tù ốc gì nè. Tù vậy đây. Cắt thấu cái lối hết cái lối này nghỉ hả gì? Chiều cắt tiếp hay sao gì? À cắt luôn hả? À. Rồi cắt có tới giờ mấy giờ mình nghỉ hay là sao gì? Hay cắt hết rồi nghỉ? À xong hết rồi nghỉ ha. Còn một cái lối rất là bự như các bạn thấy bên tay trái mình nè. À, mấy gì nói phải cắt hết luôn mới nghỉ chứ không có nghỉ giờ. Dạ. Ê, chào mấy dì mấy chị nha. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Đó không? Cho số điện cho nó điện. À cắt lưới điện quay nữa. Nó không có điện mà kêu anh tay cho nó điện quấy rối anh ta cho anh. À điện quấy rối hay gì? Chị quanh là đi nhận thầu để cắt lúa à, thầu xây dựng nè. Như các bạn thấy thì mấy anh giác lúa sẽ để trồng lên đây để có máy gọi là máy tuốt hay máy phóng á để tuốt lúa, tại cái ruộng hơi lầy như mấy chị mấy dì nói nên không có thể đem máy xuống được. Thôi mình kết thúc clip này đây. Chào mấy anh mấy chị mấy dì. Dạ chào mấy dì. Dạ. Cái mình nhìn được à. Cái mình nhìn được. Ở sáng này cái bà đó. Cái bà bắn quá.